Đây là hiệp đấu thứ 3 giữa bé A1 và 827. Bé A1 vừa mua vị trí. Vui lắm mà mấy bạn. Nhưng rồi lắm em. Không về đi em không về. Cùng quay đây quay coi bạn có điểm gì không. Đây cá bị lên xa lưng rồi, cặp này. Năm hai, đây. Đúng không? Em ba đổi lại đi vị trí đầu hình cũ này. Năm hai. Cái máy này mà chưa biết con cô này. Đi là mẹ con bé sao con cô mấy trăm mấy trăm triệu này. Nó đu bi luôn. 2, 4, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 5, kiêng, 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 đúng rồi, con xếp, chưa, A1 cũng bị nha, Yeah.
trận đấu quyết đoán dành cho đội lớp 87. Hai đội nữ thứ 10 là Tân Giang giải nhất và giải hai.